Hôm nay thì mình sẽ đang đứng đây trò chuyện với bạn Trung Hiếu, học sinh lớp 11. Hiện tại thì bạn hôm nay là buổi cuối tuần nên là bạn đến miền Tây để chăm sóc da, đến bọc hạch mụn sau khi kết thúc khóa điều trị. Hôm nay thì mình sẽ cho các bạn coi những cái làn da thực tế, những kết quả thực tế nhất mà Hiền Vân mang lại cho tất cả các quý khách hàng nhé. Các bạn ơi, nói đến tình trạng mụn thì hiện tại thì mình tiếp xúc với khách hàng rất là nhiều. Bạn chia sẻ là em khi bị mụn đi thì thường em không có biết nơi nào để mình chỉ mụn đi tím. Thường các bạn đi trên Google này, các bạn search này thì các bạn thấy rất là nhiều những spa hay những thẩm mỹ viện có những cái quảng cáo, có những cái review, nhưng khi mà các bạn đến các bạn điều trị thì nó không được cái kết quả như mong muốn. Vậy thì để vừa biết được đâu là một spa uy tín trên điều trị mụn thì quan trọng nhất là chúng ta vẫn phải trải nghiệm ạ. Thì để làm sao chúng ta đủ lòng tin để trải nghiệm thì đầu tiên thì chúng ta phải nghe tư vấn và chúng ta kiểm chứng bằng những hình ảnh, những cái clip, những cái like trực tiếp xem ở nơi đó có thực sự điều trị mụn hiệu quả cho khách hàng hay không, hay là người ta chỉ quảng cáo có năm mà người ta nói thành 10, đúng không ạ? Vậy thì mình sẽ là chủ định là người khách hàng thông minh nhất để chúng ta có thể gửi gắm cái khuôn mặt của mình cho những thẩm mỹ viện hay những spa hay những trung tâm làm đẹp, những phòng khám như các bạn nhé. Và đây thì mình sẽ cho các bạn coi cái tình trạng bạn Trung Hiếu trước khi điều trị mụn. Thì Trung Hiếu ơi, con có thể chia sẻ, bạn có thể chia sẻ nhé. Trước khi điều trị mụn thì Trung Hiếu thì tình trạng mụn như thế nào? Con có một đứa em cũng tình trạng cũng như con và nó thử ở Vân Spa và thấy rất là hiệu quả. Và sau đó con cũng tìm hiểu ở trên Facebook và vô coi mấy video clip trong YouTube thì làm thấy rất là chuyên nghiệp. Và nên là con tin tưởng Vân Spa. Rồi, là Trung Hiếu quyết định gửi gắm khuôn mặt mình rồi đến Hiền Vân điều trị mụn. Thì trong cái phác đồ điều trị mụn thì Trung Hiếu đã điều trị bằng những cái công nghệ nào để mụn tại Vân Spa Trung Hiếu? Trong lúc điều trị thì Trung Hiếu thấy là cái kết quả điều trị mụn thì Trung Hiếu cảm nhận là sau khi lại mụn có bị sưng nặng không Trung Hiếu? Thì sau khi lại mụn thì Trung Hiếu có thấy mụn nó giảm rõ đây hay không, có giảm trong khi điều trị không Trung Hiếu? Giảm rất là nhiều. Vậy thì đến hôm nay thì mình Trung Hiếu đã kết thúc điều trị mụn được bao nhiêu bao lâu rồi? Kết thúc được 1 tuần rồi. Vậy thì đến bây giờ thì Trung Hiếu thấy cái kết quả điều trị mụn Hiền Vân mang lại cho Trung Hiếu là như thế nào? Mụn là hết được bao nhiêu phần trăm và không như thế nào? Con không biết nhưng mà đây là mụn của con chỉ tầm 100%. Rồi. Còn thâm thì cũng rất là nhiều, tầm 80-90. Mặc dù là Trung Hiếu chưa sử dụng phương pháp Titin siêu điểm, nhưng các bạn biết tại sao là Trung Hiếu chưa sử dụng phương pháp Titin siêu điểm mà nó đạt kết quả cao được không ạ? Thứ nhất là da bạn chưa sử dụng phương pháp bột tẩy, có nghĩa là chưa sử dụng bất kể một loại mỹ phẩm nào có thành phần là khô da hay bong tróc, đúng không Trung Hiếu? Bạn cũng có thoa thuốc mụn, nhưng mà thoa thuốc mụn là trong tính năng là chỉ tính năng kháng viêm thôi chứ chưa có nó tẩy. Và quan trọng nữa là bạn còn nhỏ, cái sự đàn hồi tái tạo rất là tốt đó, và bạn đi điều trị đúng chỗ và kịp thời, có nghĩa là mình tìm đúng nơi đúng chỗ để điều trị mụn và kịp thời. Thì lúc đầu bạn Trung Hiếu đến thì bên mình thì mình cũng kiểm tra da và các bạn kỹ thuật viên đấy cũng rất là tốt. Thì bây giờ mình sẽ coi cái hình ảnh trước khi Trung Hiếu điều trị nhé. Các bạn ơi, đây là cái hình ảnh rất là thực tế mà Trung Hiếu điều trị thì mình sẽ cho các bạn coi. Trung Hiếu, bạn nghiêng một xíu nhé. Đây, các bạn coi là tình trạng trước khi điều trị. Cái máy hình để vậy được chưa bạn Thương ơi? Các bạn nhìn thấy tình trạng mụn bạn này. Bạn chưa dùng phương pháp nội tẩy thì cái biểu bì da của bạn còn rất là nhiều. Nhưng mà do bạn lấy mụn, Trung Hiếu có tự lấy mụn ở nhà hả? Dạ không, mà kiểu như là em cậy. À, Trung Hiếu cậy hả? Dạ. Trung Hiếu cậy những cái phần mụn này là nó xi mà xuống thì nó sẽ bị sẹo như thế này. Bị sẹo rất là nhiều và thâm. Và có những cục không xuống được thì nó lại bị viêm. Thì các bạn thấy là phần sẹo và bên thâm rất là nhiều và mụn ẩn phải nói là nhiều chi chít luôn. Mình sẽ view xíu một xíu rất rõ. Các bạn thấy cái phần mụn ẩn nhiều kinh khủng. Nhưng do nó nằm sâu trong da thì chúng ta không có nhìn thấy được. Thì trong quá trình điều trị thì Hiền Vân sử dụng phương pháp điều trị mụn công nghệ cao bằng lưu ý ánh sáng
bắn trực tiếp vào từng vùng mụn viêm này, và khi bắn thì mụn viêm giảm rất là rõ rệt, đúng không Trung Hiếu? Và khi nặng đến đâu thì mụn giảm, thâm giảm. Và trong quá trình điều trị thì bên Hiền Vân có kết hợp chạy dựng chất serum và collagen cho bạn ấy. Thì khi về nhà sử dụng thì Trung Hiếu có sử dụng một cái loại là tinh chất tái tạo da là AB, đúng không? Thì trong quá trình cái tinh chất tái tạo da GHK hoặc AB thì nó sẽ giúp phục hồi lấy lại toàn bộ cấu trúc làn da và tuyệt đối không bào mòn dị ứng các bạn nhé. Và nó sẽ hỗ trợ tái tạo cái tế bào và giúp giảm thâm rất là nhanh. Và sau khi điều trị thì mặc dù Trung Hiếu chưa phi kim nhưng cái phần sẹo nó cũng đã giảm rất là nhiều. Các bạn thấy không ạ? Mình chỉ có điều trị phục hồi và dưỡng thôi. Thì hiện tại thì các bạn thấy cái phần sẹo này giảm nhiều không ạ? Rất là nhiều luôn ạ. Cái đúng không ạ? Cực kỳ nhiều luôn. Nếu như bạn nào mà còn chưa yên tâm những thắc mắc thì các bạn có thể là tìm hiểu thêm những cái review, những cái mà Facebook mình Hiền Vân hay live stream trực tiếp, hoặc là những cái lần mà Hiền Vân có phát trực tiếp để lấy mụn thì các bạn sẽ thấy được cái kỹ thuật bên mình điều trị hiệu quả như thế nào. Đối với phương pháp điều trị mụn bên Hiền Vân thì mình hiện tại là cam kết hiệu quả mụn nó sẽ giảm rõ rệt sau từng lần. Và đối với phương pháp mà thâm thì khi mà phi kim thì các bạn sẽ giảm thâm rất là rõ rệt, 90%. 90% nhé. Và với tình trạng này thì các bạn thấy kết quả vô cùng tuyệt vời. Đây là cái mà Hiền Vân mang lại. Và chúng ta sẽ coi về vấn đề là da. Các bạn nhìn phần trán. Trên nhiều đứa phần trán đã. Các bạn coi xíu cái phần trán các bạn nha. Mình kéo lên xíu. Tại vì khi coi dậy thì nó bị rất là nhiều. Bây giờ trán thì rất là nhãn. Sờ rất là đã. Nhưng hôm trước thì nó mình nhìn mặt bằng rất là nhiều. Và mình lấy thì không để lại vết thâm nào. Tại vì bạn chưa có thâm thì chắc chắn không để lại thâm. Và chúng ta sẽ nói đến cái phần bên má bên tay. Các bạn nhìn toàn thể trong ngoài mặt các bạn nha. Tổng thể khuôn mặt của bạn Hiếu nhá. Da rất là giàu và bị tắc nghẽn rất là nhiều. Chúng ta sẽ nhìn sang má bên tay tay trái đi. Mình sẽ cho các bạn coi má bên tay trái. Cái này thì nhìn sang bên này một chút xíu. Mình sẽ đứng bên má bên tay trái thì chung Hiếu nhìn xíu rất nhiều nhé. Đúng rồi. Các bạn ở hiện tại thì cái má bên tay trái chúng ta sẽ nhìn này. Bên này thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần này nó bị sẹo nhiều hơn và mụn rất là nhiều nữa. Các bạn nhìn thấy không ạ? Tình trạng mụn rất là nặng. Nhưng cũng may mắn là bạn chưa sử dụng phương pháp nội tẩy nên cái biểu bì mô của bạn còn rất là dày và rất là khỏe. Và quan trọng nhất là chúng ta còn ít tuổi, bạn mới có 16 tuổi thôi. Cái biểu bì mô nó còn rất là tốt. Ta nhìn kỹ và nó đã bị, trước khi điều trị thì nó bị thâm sẹo rất là nhiều và bây giờ thì làn da rất là nặng. Bây giờ sau 2 tháng, gọi là 7 tuần đi, chúng bạn đến để chăm sóc và bảo hành mụn, có nghĩa là bảo hành mỗi tháng chị Ba sẽ làm sạch và lấy nhân mụn cho bạn một lần để tránh tình trạng mụn không tái phát. Tất cả các phương pháp điều trị mụn tại Hiền Vân khi các bạn đi gói điều trị chọn gói, chúng ta sẽ được cấp một phiếu bảo hành mụn trọn đời, một tháng sẽ vệ sinh da và làm sạch da một lần. Các bạn thấy không ạ? Thì bây giờ thì mụn bạn thì thỉnh thoảng thì nó sẽ có một vài cục thôi, chúng ta sẽ đến lấy và sẽ sạch. Và cũng mong rằng tất cả chúng ta khi bị mụn thì chúng ta sẽ tìm được một spa thẩm mỹ viện uy tín để gửi gắm cái làn da của chúng ta để đảm bảo là da chúng ta không bị thâm sẹo. Có rõ không bạn Thương ạ? Các bạn thấy kết quả tuyệt vời không ạ? Vô cùng tuyệt vời phải không ạ? Trung Hiếu ơi, qua cái kết quả điều trị mụn tại Hiền Vân Spa thì em thấy là các bạn kỹ thuật viên hay bên Hiền Vân cam kết về kết quả điều chỉnh ấy, thì em có thấy nó ra đúng như phác đồ mà Hiền Vân cam kết với em không? Rất đúng hả? Em có gửi gắm những điều gì đến tất cả các bạn đang bị mụn giống em mà để có một làn da đẹp không? Em có chia sẻ hay nhắn nhủ các bạn là ví dụ khi chúng ta bị mụn á, chúng ta cần làm gì để tránh tình trạng bị sẹo hay là mụn nhiều như Trung Hiếu? Dạ thì theo em là khi bị mụn thì phải tìm những spa uy tín để mà chữa, còn không thì nó sẽ giúp rất ảnh hưởng tới da về sau. Thì cũng có thể là có vài người sẽ nghĩ đến việc bắn mụn hoặc là uống thuốc nhưng mà rất là nguy hiểm, tại vì không biết nó có cái hiệu quả được như thế nào. Có nghĩa là khi nào Hiếu nghĩ là nếu như chúng ta mà Hiếu thẳng của ta ra nhé, khi chúng ta bị mụn đi thì chúng ta không nên là nghĩ là uống thuốc nó sẽ hết, đúng không? Yeah. Hoặc là đi bắn laser hay bắn những cái nốt mụn nó sẽ hết, mà mình phải lấy sạch cái chân mụn ra. Hiếu ngày trước là cũng nghĩ là mình sẽ uống thuốc nó sẽ tự rút, đúng không? Không. Hiếu đã từng uống thuốc cái da liễu chưa? Dạ không, cái đó là mẹ em mua cái chai thuốc gì bổ gan gì ấy. Bổ gan cái đó. Bổ gan có nghĩa là uống để cho nó mát gan. Dạ. Nhưng mà khi uống thì em thấy làm sao? Nó vẫn vậy. Nó không thay đổi gì ạ? Đúng vậy, cảm ơn Trung Hiếu rất là nhiều. Có nghĩa là bây giờ chúng ta hay có cái quan điểm là khi bị mụn thì đầu tiên chúng ta đi uống bác sĩ. Uống thuốc tây thì nó vẫn là tốt các bạn nha, nó sẽ rút, nó kháng viêm. Nhưng chân mụn bắt buộc phải lấy ra, mà phải lấy đúng cách, không nó sẽ bị viêm và lây lan ra. Và rất là nhiều bậc cha mẹ nghĩ là con mình bị nóng gan này phải đi uống thuốc thải độc gan,
nhưng càng uống thuốc thì mụn bị càng nhiều hơn. Tại vì mụn nó nguyên nhân là do cái sự thay đổi về nội tiết tố, cái sự tăng tiết bã nhờn, rồi ở đây cái lượng hormone mình hoạt động mạnh. Chứ gan nó chỉ là một phần yếu tố nhỏ thôi, mà khi chúng ta uống thì không biết là có mát gan hay không, mà mụn con mình còn bị nặng. Có những bạn uống còn bị hết phần mụn ngực và lưng. Và hàng ngày thì mình nhận được rất là nhiều tin nhắn từ khách hàng gửi đến. Thật sự đối với làn da đó thì nhìn gì rất là sót, nhưng vì mình có ở xa và có điều kiện các bạn đi lại nó cũng rất là khó. Thế mong rằng tất cả chúng ta khi bị mụn, điều đầu tiên chúng ta cần phải làm sạch da mặt đầu tiên. Thứ nhất là phải rửa sữa rửa mặt. Thứ hai là không được lấy tay sờ cặn nặn bóp gì, mà chúng ta phải lên mạng rồi tìm hiểu một cái thẩm mỹ viện hay một trung tâm, một phòng khám thật uy tín để chúng ta được là nhân mụn đúng cách. Và nhớ là nên xem những cái review trực tiếp như thế này nhá, đừng coi những hình ảnh video quảng cáo mượn mấy cô hot girl, người mẫu, diễn viên hay một bác sĩ đứng lên nói chia sẻ rồi chúng ta tin đó là điều thật. Không cái gì bằng kết quả. Hiền Vân xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc tất cả các bạn chuẩn bị đón năm mới có một làn da đẹp, xinh tươi, không bị mụn, không bị thâm. Cảm ơn Trung Hiếu rất là nhiều. Cảm ơn em. Chúc em luôn có làn da đẹp. Hiền Vân xin chào và hẹn gặp lại các bạn những live stream lần sau. Trung Hiếu rất chào các bạn.